Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Hành động dũng cảm, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Giăng chương 10 từ câu 7 đến câu 18. Vì vậy, Đức Chúa Giêsu lại nói: Thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa của chiên. Tất cả những người đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. Ta là cái cửa, nếu ai do ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Ta là người chăn nhân lành. Người chăn nhân lành vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn. Chiên không thuộc về nó, nên khi thấy muôn sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc. Vì là kẻ chăn thuê, nên nó không quan tâm gì đến chiên. Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hy sinh mạng sống mình. Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng này. Ta cần phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Sở dĩ cha yêu thương ta vì ta hy sinh mạng sống mình để được nhận lại. Không ai cất mạng sống ta đi được, nhưng ta tự nguyện hy sinh. Ta có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh này từ nơi cha ta. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Giăng chương 10 câu 14 đến câu 15. Ta là người chăn nhân lành, ta biết chiên ta và chiên ta biết ta, ta vì bầy chiên mà hy sinh mạng sống mình. John Harper không hề biết chuyện gì sắp xảy ra khi ông và cô con gái 6 tuổi bước lên con tàu Titanic. Nhưng ông biết một điều, ông yêu mến Chúa Giêsu và ông tha thiết mong người khác cũng biết về Ngài. Ngay khi con tàu đụng phải tảng băng và nước bắt đầu tràn vào, Harper, một người quá vợ, đặt cô con gái nhỏ lên chiếc tàu cứu hộ rồi quay vào đám đông hỗn loạn để cứu càng nhiều người càng tốt. Người ta kể rằng ông vừa phát áo phao vừa la lên: Hãy cho phụ nữ, trẻ em và những người chưa được cứu lên thuyền. Cho đến hơi thở cuối cùng, Harper vẫn còn chia sẻ về Chúa Giêsu cho bất kỳ ai ở quanh ông. John sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để người khác được sống. Có một đấng đã hy sinh sự sống của Ngài cách đây 2.000 năm để bạn và tôi có thể sống không chỉ trong đời này mà còn trong cõi đời đời. Chúa Giêsu không chỉ thức dậy vào một ngày rồi quyết định Ngài sẽ trả án phạt sự chết cho tội lỗi của nhân loại. Đây là sứ mạng cho cuộc đời Ngài. Một dịp nọ, khi Ngài đang nói chuyện với những lãnh đạo tôn giáo Do Thái, Ngài nhiều lần phán: Ta hy sinh mạng sống mình. Ngài không chỉ nói, nhưng đã bày tỏ điều đó bằng sự chết kinh khiếp trên thập tự giá. Ngài đã đến để những người Pharisee, John Harper và chúng ta được sự sống và sự sống sung mãn. Làm sao để tôi tỏ ra rằng mình thật sự yêu những người quanh mình? Làm sao tôi có thể bày tỏ tình yêu của Chúa Giêsu cho một ai đó qua hành động của mình hôm nay? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con không đủ lời để tạ ơn Ngài đã minh chứng cho hành động vĩ đại nhất của tình yêu. Cảm ơn Ngài đã hy sinh sự sống để con được sống. Xin giúp con bày tỏ tình yêu của Ngài cho người khác, cho dù con phải trả giá thế nào. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.